Robot Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở Robot Thanh Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một bộ trường kỳ Huế ngũ lân gồm có 8 món được làm chất liệu gỗ gụ. Đây là siêu phẩm, chúng tôi khẳng định đây là một siêu phẩm. Đấy. Bởi vì chúng tôi đây là bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ Bình Phước. Đấy. Tỉnh Bình Phước đã đặt hàng cơ sở Robot Thanh Luân chúng tôi và đây là siêu phẩm hàng siêu dày dặn và to cao. Bộ sản phẩm này nó to cao và dày dặn hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Đấy, thì to cao dày dặn như nào thì xin quý khách bớt ra khoảng vài phút cùng với đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Và trước tiên là một chiếc đoàn dài và 4 chiếc ghế đơn cộng với một bàn rất chi là to và 2 chiếc đôn kẹp. Chiếc đoàn dài này có kích thước dài 1m9, hàng siêu đỉnh cao. Toàn bộ phần vách tựa này chúng tôi làm dày 4 phân rưỡi đến 5 phân, 4 phân rưỡi, hàng siêu dày. Ván mặt giày đậu 2 phân và khuôn mặt 4 phân, chân vuông 2 phân. Đấy, hàng siêu đỉnh cao của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Đấy, chúng tôi vừa hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Trương Khắc Giang đến từ tỉnh Bình Phước đã đặt hàng của cơ sở Thanh Luân chúng tôi. Rất đẹp và rất đỉnh cao. Toàn bộ đường nét được đục chạm tinh xảo và sắc nét như quý khách đang thấy trên màn hình đây. Đục rất chi là tinh xảo và sắc nét và toàn bộ là hàng trương liền. Đấy, trương liền hết. Vách tựa là giày 4 phân rưỡi. Hàng siêu đỉnh cao mang thương hiệu của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Và tiếp theo đây là 4 chiếc ghế đơn. 4 chiếc ghế đơn này là toàn bộ cũng là về thông số kỹ thuật, độ dày dặn thì là nó giống y hệt như chiếc đoàn chúng tôi vừa giới thiệu. Đấy. Rất chi là dày, hàng siêu dày luôn. Hàng siêu dày và siêu đẳng cấp. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thanh Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và đây là những chiếc bàn. Cái bàn này rất to, bàn này luôn làm rất to. Đấy, bàn rất to và chân cũng rất chi là to và hàng rất chi là dày. Đấy, cộng với tiếp theo nữa 2 chiếc ghế đơn nữa. Tổng thể bộ này gồm có một đoạn dài và 4 ghế đơn cộng với 2 đôn và 1 bàn. Hàng siêu phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Toàn bộ này chúng tôi đều là mộng thủng, đời mộng thủng nhé, rất chi là đẹp. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi nhận đặt theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Clip quý khách đang xem tôi quay trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Thanh Luân, cơ sở 1 nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm trước, cách đây ít hôm trước thì gia đình nhà anh Giang là có bố của anh là đang sinh sống và làm việc ở tại tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du Bắc Ninh, đã về cơ sở Thanh Luân tôi để ký nhận phần mộc. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của chúng tôi. Quay lại đoạn video clip này để giới thiệu với toàn thể các khách hàng cũng như là gia đình anh Giang thấy được cái bộ sản phẩm của gia đình nhà anh đã được hoàn thiện đẳng cấp và đẹp như thế này. Siêu phẩm, rất đỉnh cao đẳng cấp. Ghế chúng tôi cao, to, dài rộng hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Vâng. Một lần nữa xin thay mặt đồ gỗ Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình anh Giang đã tin tưởng đặt hàng cơ sở đồ gỗ Thanh Luân và xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý khách hàng đã quan tâm theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian qua và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Mọi thông tin ý kiến đóng góp quý khách vui lòng comment bình luận dưới video clip dưới này. Chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý khách hàng để cho ra mắt nhiều siêu phẩm và đẳng cấp hơn. Xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin tạm dừng cái video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.